Ăn cái gì cho chồng? Hi hi hi. Nó làm cái hi. Salamanca. Không biết mày Linh nó mới nói là ba gọi điện cho bác cả. Em biết cái tính người ông bác cả như thế nào mà, nó ông chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. Bên đó cái giả bộ kiểu nói là nếu mà giả sử con Linh qua đó á, mà hai đứa nó mà đi ra ngoài ở mà cảm giác không ở chỗ Cali mà cảm giác không 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 có đường á, thì qua New York ở, thì có gì ông bác cả ông hỗ trợ coi có gì giúp á, hai người đó giúp á, giúp đỡ. Nói vậy thử lòng cái hai người đó nói gì không, như hỏi tới anh biết anh ở Seattle, xong cái biết anh ở Seattle xong biết nói gì không, kêu là thì kêu coi coi gì nghiệp nó ở Seattle, kêu thì mấy đứa này nó qua Seattle bên đó nó rẻ hơn, ý là nhà nhà các thứ nó rẻ hơn. Xong rồi em kêu ủa tự nhiên đi nói chi vậy, em hỏi em nói Linh tự nhiên nói gì vậy. Xong rồi cái Linh kêu là ba ông thử lòng thôi. Xong rồi mới nói tình gì thử lòng mấy con người đó, em đã biết mấy người đó như thế nào rồi, biết từ hồi lâu lắm rồi chứ không phải là không đâu. Xong nó mới kể ra cái vụ mà ở đợt mẹ xin em ra, mẹ xin em ra xong rồi bên nội đâu có ai chăm đâu, không có ai ấy luôn, cái là em cái là ba ba không có ba vừa làm ruộng vườn á, là đâu có chăm được vườn, mà vừa chăm vườn bên ngoài vườn vừa ấy trong nhà đâu có chăm mẹ với lại em được đâu, cái là phải nhờ bên ngoài, mà nhờ bên ngoài là biết bên nhà em là không có cái vụ mà con gái có bầu có con xong rồi sinh con là không có được vô nhà ở và không được về nhà ngoại, vô nhà ngoại ở đâu. Hay là xuống với bà ngoại thì bà ngoại dọn cái nhà cái chuồng 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 nuôi heo á, chọn cái chỗ cơ một cái chỗ kia dọn sập, xong rồi cái chỗ ấy thì cũng nói chung là bà ngoại bà dọn sạch hết để cho mẹ em ở đó, lấy đồ che chắn gió thứ hết là bà ngoại chăm. Xong cái bà cô có một em, bên em có hai bà cô, mà cái bà cô mà đợt xuống đám cưới mình á là bà đó thì cũng chờ đó thở lắm, là em bỏ qua rồi, không phải bà đó, là một cái bà cô là mẹ của cái bà chị ở bên Đài Loan á. Bà cô đó mới bữa Linh nó xuống nó thăm với ba em, xuống mới thăm thì mới bắt đầu nói là hồi xưa á, lúc mà mẹ sinh em ra, xong rồi mẹ em sinh em ra, xong rồi bà cô bà tính xuống thăm, mà mấy cái người ở bên nội bên gì ông nội em rồi mấy cái ông bác cả rồi này kia các thứ là chửi chửi bà cô đó không, rồi này kia không cho xuống thăm á, rồi kiểu như xong rồi có một cái bà nào bà cũng tính gửi tiền hay là gửi đồ để xuống, hay là thịt đồ này kia để cho mà nấu ăn cho em cho mẹ em ăn để con sữa cho em á, xong cũng không cho luôn, chửi quá cho chửi em nói chứ. Xong em mới nói em nghe kiểu vậy em mới nói là cái vụ mà em ở chuồng bà ngoại dọn chuồng heo để cho mẹ với em ở đó thì cái vụ đó em biết rồi, ba em kể rồi, còn những cái vấn đề này ấy, thì bây giờ em mới biết. Nhưng em cũng nói chứ, em mới nói mẹ ba mẹ em chứ, em mới nói mẹ em là sau này á, những cái người nào mà họ tới em hay họ tới những cái vấn đề gì của em á, tốt nhất nói không biết, cứ nói không biết cho em chứ đừng có nói một cái gì hết. Đó giờ em nói chứ, đó giờ em sống em cũng chưa phụ thuộc vào mấy người đó, mà cũng chưa gọi là mấy người đó cho em một đồng gọi là nuôi em lớn ngày nào hay là cho em tiền ăn học các thứ, chưa bao giờ hết, em chưa bao giờ phụ thuộc vào mấy người đó, thành ra mấy người đó đừng có giỡn mặt với em không đụng tới thì đừng đụng tới em là được.
đó, đụng tới rồi đó, đụng tới ba mẹ em cái vụ mà ông bác hai ông mượn tiền xong rồi ha, từ từ hồi mà cái lúc mà mới sinh em được năm, một năm năm hơn hả, là sinh đứa thứ hai, sinh con bé thứ hai là cũng xong rồi đi mẹ ba em mới chồng được cái đám đó mới xong mới thu mới cầm được tiền trong tay cái ổng tới ổng mượn, mà lúc đó hình như là mượn vàng cơ, xong ổng kêu ấy ra tiền cho ổng đi, ổng mượn vàng tới thì tới cái năm như 2021 2022 gì ổng mới trả, là hỏi tới ông mới trả nha, chứ không thôi là ông nín luôn, ông im luôn. Xong con cái thì lên trên mạng nói này nói kia, em đến đây em nói em chả sợ bốn con thằng nào đâu, đừng có tưởng em chả mắc nợ ai ngoài ba mẹ em hết trơn á, thằng ra đừng có đụng. Mà sao tự nhiên ổng lại Đụng tới nhìn thấy biết sao biết kêu mà kêu xe đồ kêu rẻ đồ ta, ai nói xe đồ rẻ được trời, ừ vậy đó, nói câu đó đấy, ở đâu ra kiểu mà là nói xe là đồ rẻ bên bên anh rẻ hơn rồi này kia các thứ đó, nghe chưa, ý là mấy người đó không muốn giúp đỡ, muốn dính dáng tới là nó hiểu hả. Xong em mới nói thằng Linh, em kêu lại ông Lam á, mày coi mày nói ông bớt cái tính gia trưởng lại đi, bớt cái tính tào lao lo chuyện bao đồng lại đi, à mẹ gia trưởng có tiền giàu có các thứ thì hẳn gia trưởng đằng này tiền làm ông qua đó biết bao nhiêu năm trời, Linh không thấy ông dư được đồng nào hết trơn, Linh kêu không có thấy dư gì trơn, nó làm gì đâu, xong rồi đợt còn nói với Linh không có tiền quái đản, nhưng kêu chứ trời ơi rồi vậy cưới vợ để làm gì, cưới vợ về để khổ hả, để khổ chung hả. Xong bây giờ anh thấy góp góp nhà cái nhà đó bây giờ cứ góp vô hoài, xong cuối cùng nó có thể là mà ở mấy đời trong đó được anh, rồi con nó lớn khôn rồi này kia các thứ nữa, làm sao mà ở hết trong đó được, mà cứ đi góp tiền vô trong đó. Tao em họ lên em coi là ai đứng tên nhà, ai đứng tên cái nhà đó, ai đứng tên? em nói chứ anh em thì anh em cái nào rõ ràng phải rõ ràng ra, nhất là tiền bạc đất đai nhà cửa, không mai mốt nó là phiền. Không có gột chung gột điếc gì hết trơn để mà ở này kia không có đâu, mai mốt rồi xong chính vì những cái điều đó mà làm thành là anh em đâu còn là anh em nữa đâu, cũng vì những cái đó xong cuối cùng bức nhau hết, tình anh em không còn luôn đấy, em thấy rồi đó, bên nội em nè mấy bao nhiêu bằng mặt không bằng lòng, bao nhiêu vấn đề rồi. Nói lên chứ bây giờ nó qua trước thì nó qua hai vợ đâu có tiền Bố dạy ai? chồng giả bộ thua đi, Tại sao phải giả bộ? giả bộ chứ thua vợ thì có gì đâu, Bộ thu chơi kỳ vậy, chơi khôn vậy.
Sáng mai vợ mà có ngủ phải kêu dậy nghiêng. Ăn, đưa cho ngủ cho đã. Ngủ cho đã chứ kêu vậy làm gì trời. Làm không? Là nghỉ làm luôn đó. Không nghĩ làm đâu. Thấy vừa đi trễ quay cũng không bị nghỉ làm đâu. Hay quá à. Tự bật dậy á. Thương vợ. Yo, okay, what's up? Yeah, make it fast. Did you see that response and request and response? Man, okay, where? Okay, what's wrong with this? What is the response? Card number, mandatory is few. Can you give me the XML? I need to look at the XML, man. Because it's clearly said the something wrong in the XML. I need to see the XML. Yeah. Here you go. Look at this. Man, it's blocked. Just remove the credit card number. Now? Still blocking. Okay. Remove the card number. Or make it star, star, star. Okay. Sensitive name on card, card number. Okay, expiration date. Okay. Country US here. Okay. Credit card 123G. I don't see any problem with this one. Okay. Credit card encrypted data. Let me see here. Oh man. Let me see here. Where's the reference key? Encrypted code data. Okay. And this is the XML. XML. Okay, I want to see yours and mine. Okay, for math. Let's see what's the difference. Okay, looks good to me. Oh yeah, the expiration date you have. Okay, but yeah, that's fine. US building address. I don't see any difference here. Look good to me. Let me compare with clipboard. Okay, no issue. So I don't know, man, like what is the error message? Card number mandatory field is missing. Well, I remember yesterday I sent you a request, right? Let's see my request and yours. Shit. Oops. This is your compare with clipboard. Do. The fuck? Oh no.
different time. Do you think the primary email address should be changed? No, right? I mean, even if I give hard-coded email address before, it worked. But the message in the response clearly said that you are missing the card number. Yeah, but card number is there, right? That's a full card number. Card number mandatory is missing. So I see in your request you're missing like reference key. Okay, reference key is there. Billing term information is to transaction type. Billing payment term regulation. And replicate your data is safe. Where did you get the account number from? Account number? Yeah. Don't tell you don't have the email, primary email address. Yeah, primary email I just hard coded, but that should work, right? Before I have hard coded values, I'm not setting any real values, right? But and these guys are like jumping on me. Where is the build? Where is the build? Yeah. I can't even like look at the issue where the issue is. Compare. Yesterday I talked to you and you just debugged and see still it's failing. From morning they started again. Yeah. Because like Dylan and a lot of other people is asking for the build. And right. I understand, but what can I do, man? Why don't you try with the payment option ID? Make that one work. We can work on this later, right? I told you that. This one you need to check with my hands, like can he decrypt this one or not, because from my no, size. No, she's saying it is not even reaching him. The request is not even reaching him. Ah, okay. That's weird. So you have account number. Oh, I don't have to hard code it, or even hard code it is fine. Can I add Mahesh? I don't know. Yeah, you need to check with him then, because I'm not sure. Just worry about whether you get the account number, order number, maybe order number is fine, but account number. But why is the response is saying that you're missing the credit card number? That's weird. Sometimes like this BFF is stupid. Sometimes, huh? But sometimes it's the BFF is like it doesn't return the clear messages. Yeah, I don't freaking know.
look good, and for the even the XML also looks good. Let me check the XMLs again. Ah yeah, I checked it. It's look good. You don't have anything. Card number, right? It's a card number, expiration date, test, XML. I have nothing to. With clipboard. Copy clipboard. I don't know. I don't know, man. Something wrong with your request. Something is wrong with your request. And I don't know how to fix it. But I know how to kick you out. Don't just kick to your ass. My ass is already being fat. Forget, yeah, man. That's man. An edit, right? You can't talk anything. Yeah. My ass is already getting fucked. Yeah, man. How do I know? Primary email request. Mission. What is your mission? Oh, using the same. Dang. Date 2013. Oh, you added my hash to here? But he didn't join. Yeah, man. They thought my hash is the same as Nabu. Yeah. Then, at least if he listen, he'll respond. I mean, he understand. If he understand or like he paid our attention once he joined. Nabil is different. Immediately we join. What is the issue? I hate that guy. Yeah. I know, man. I understand. But yeah. I don't see. There's only one. One thing is the charge amount you pass as a number, right? But like from my it was double. That's the only difference I can see for now. The charge amount. Okay. Yeah. Let me see then. You're passing as a number, it should be a double. And count number is okay. Other number is okay. You have an other number? Okay. Credit card payment type, SP, primary, reference key. I don't see any problem with that. Yeah, just check what. I don't know. Man, so yesterday I sent you something. Okay. Credit card. But it used to work for you guys. So who make the changes then? I don't get this. So that is the serious, like Srinivas question. Who make the changes? It's what I got this question, but the thing is, before it is hard coded. Now I changed it. So
don't know that. How can I explain? So why so is hard coding, why hard coding is working now is like using the number doesn't work. Right, that is the thing I need to check. What number so, did you use? 9173, ending with 9173. No, yeah. No, I mean the card number. Oh, 0007? Yeah, 007 should work. What is it? Yeah, that credit card number should work. No, it is not the credit card error, right? I don't know, the message is clearly said the credit number is missing. No, the card number is missing, that is what it is saying, but it is not missing. It is there. And how can I say? But like, how does it check here? Because checking the request is not responsible from the BFF, right? I think like it reached the HTML flow, but I don't check with my hash man. It should reach to the his side HTML. Somehow he could not find your request. No, he said he couldn't find the request. He said the same. He said the same to me before. So, bye, I don't know. You can try again. Yeah, he said the same to me, but like because the message clearly said that the credit card number is missing. It mean, it should reach the HTMS already, because BFF doesn't handle the credit card number or those stuff, right? Yeah, I mean, at least if we connect, then we can ask him if this is error from BFF or here. But he's not even connected. Ping him. Yeah, now I said double, even with the double, same thing. Double? What do you mean? A double, okay. Same thing, yeah. It try with the payment option 90. It's a good one. Mm-hmm. If the payment option 90 also doesn't work, so that mean you fucked up somewhere. I know it is somewhere. So payment option 90, I sent only wallet, right? Wallet all capital. Payment instrument. Let me get you the request. Should be easier for you. This will make your life more easier. Okay. Shit. I forgot to put the breakpoint, dang it. This stupid phone doesn't connect. No, it doesn't come on. The stupid phone. Okay, it should be like, oops, shit, stupid. Yeah, this is the request wallet. No, not all capital.
Let me save this one. Oops. Save. Save this one at payment. This is the same thing, but payment option I left myself. Bank account error, card number mandatory field is missing, retrievable message. Option ID. Yeah, I'm passing payment option ID with no credit card information. So can you check this? Still doesn't work for you? Can you check if there is anything that is missing there? Okay, what the heck is this? Oh man, why don't you check it? You said why it's always have slash from you? I have to replay it myself. Oh shit. Yeah, I'll replace it later. No, I'll do it make faster. You are super slow. Replay all. Okay, done. Okay. Let's see. Payment with payment option ID. I saw you missing a lot already. Compared with clipboard. Okay, let's see. This is my clipboard. I have. Okay, you're missing the business detail. That's one thing. What is it? Can you see? I send you in my request. There's a business detail. See that? So this one, you missing. Business details? Yeah. Payment method, payment type, wallet, payment option ID. I don't see any business details in your request that you sent me, request body. What do you mean? I just sent you that before your message. Business details. Business detail. Okay, transaction type. Why you need to send reference keys, man? Why is this business details not existing before? How do I know? But the thing is, you don't need to send reference key. Where did you get this key from? That's fine. I can remove that. For option ID, payment option ID, you don't have to send it. Yeah, you don't need. And wallets, all don't capital all of them. And just like wallet, the W is capital. And then let me see this one, creation time, order number, charge amount, term condition, agreement 2, date, payment option ID. Okay, looks good. Transaction time, account number, is safe. Yeah, I think it's look good. Yeah, just remove the reference key and add this business details. Yeah, also the charge amount should be double. Let me see. Yeah, I already changed it. It is double, right? From your thing, it's not. No, 14.0. It's still a string. It's inside the double quote. That is a string. It's not a double. Biatch. Oh, okay. Now I see what you meant. Okay. Just use this business details. Make everything same or not. Should business not. Details, is it required for sure? I don't know, but it's work for me. And you missing that one. Okay, let me add it then. Yes, please. Details.
Khởi kiện vì hóa đơn tiền nước khổng lồ. Oh man, how can I pass this? Shit. Okay, now everything is perfect. That's are it. You sure? Yes, sir. It should work now. Are if you didn't sure? Work. You fucked up so many times. What can I do? Why this debugging doesn't work? Shit. Crash. Oh, fuck. Finally. Oh, shoot. It has just messed up again. Man. Test station, test kitty, test station. Okay, so what? Same error. What error? Error class error, card number mandatory field not. Oh, this you send in payment option ID, right? Look this. What the heck? What the heck? Just yeah. Morning, you need to cheer me up, not make it more tough. Okay. Just a minute. Okay. The reference key is still there. What happened? I told you to remove it. Oh. Oh man, I'm doing like double tasks. Didn't get paid for. And you still messed up. I should get triple payment. Yeah. Ask. Working weekends. Only me working weekends. Ask. And I told you wallet no all capitals. Okay, so it's the small letters. Anything else? I can do it now and let's run it. Building transaction time, building, okay. Okay, yeah, that's it. Okay. Just a minute. Okay. Before the trials.
cơm mày nghe. Sáng ăn cơm thì nghe. Sao này không hát của đó để xem coi hiểu gì không. Nó hiểu gì đâu mà. Không hiểu nữa. Không hiểu nữa. And what did you get the response? Yo. Yo. Okay, you're leaving. You left already? Sorry, I'll stop my What is the spawn? What the heck? Authorized by authenticated. Code number mandatory shield is missing. Oh, with HP, what is the endpoint? What is it? What is the endpoint? Endpoint? Yeah. You mean the request endpoint? Yeah. Có hai con chưa ăn. Nếu mà ăn thì em mua kẹo nhiều lại gửi. Okay, let me see. This look weird, man. Do you have a car? What is it? Do you have a car? Third? Yeah. I don't have curl, but let me send you this. They should have something like a plug-in or something because in Android they have Pluto that you can convert your request to a car. Papa. This is the whole request. Fuck, man. This is the whole request. This is the car, not it's not a car.
It's a plain text. You copied it from the logs? Yeah, from the console. Dang it. Original application ID is still there, right? Do you have a brand name here? Oh yeah, that brand name is Metro. Edge originator, edge authorization, authorization, securities look good. Activity, transaction ID, content type. Oh. Why body and optional? Okay. Yeah, that's fine. That just prints as optional, but copy the activity or the interaction ID and check with my hands. It should read his sign. I don't know, man. I cannot help on this one. Give the interaction ID to Mahesh and ask him to check. There's nothing I can help. So from comparison wise, it is good. Isn't? Yeah, it looks good. It looks good. I wish I go for vacation. Me too. I thought of like going for vacation yesterday when I emailed. Did you book the ticket? No. You missed the staff. If you have the ticket already, you won't be back. You won't be back here. That's true. I would have booked the ticket and send the email, right? Yeah. Ticket, like hotel, yeah. Where do you want to go, man? Disneyland? Vegas. Play game? Gambling? Do what? What do you do there then? Play gambling? Just relax. Because the tickets are Vegas. Oh, yeah, tickets to Vegas is cheap. Yeah, I knew it. Very cheap. Very, yeah, very how much? Cheap. Like 50? Yeah, up and down. 69. But it's fucking hot there, man. This is the summer and Texas and what? You don't have to even go out, dude. If you stay in a casino hotel, you come down, play some games, go up, sleep, eat. Everything will be in the same. Like, you'll be under the roof. That's here boring. Sounds boring to me. Oh, yeah. In Nevada, there's a national park, Zion National Park. I want to go there. But in the summer, super hot. Oh, yeah. We planned, one of my friends and me planned to go to Zion. That is the hardest hiking, right? Yeah, yeah. Like, I want to be there. Hiking. I want to be we there. We planned literally like 2 weeks ago, we planned. Really? He got some other plans and what the? Dropped. Zion National Park, and there are two hikings. He said two. Zion, yeah, it is super crowded in this summer. Super crowded. Yeah, but apart from hiking trip.
You guys do hiking, like you and your friend do the hiking here in Seattle? No? No. We just plan to go there, Zion National Park. Ah, really? So bad. Yeah. I want to do it. Let's plan again, including me there. If it's cheap, so just do it. Like the most expensive things there is like hotel, renting car. Right. Yeah, so those things. Renting car is cheap too. No, in the summer it's I checked man. I watched some like travel vlogs there. Everything is goes up. Yeah, it's like especially in the summer because a lot of people will be there. Now it is cheap, man. I mean, why you want to go on December? Why? Not December, but because this summer is like lots of people taking vacation. Oh, summer. Okay. Yeah, not winter, man. Who come to Wuhan in the winter? But December, I mean, summer, it is cheap now. Why you said like it's expensive? Hotels are also cheap. You can get like a 1 week stay for $600, $700. It's cheap. I mean, 100 per day is cheap in Vegas. Yeah. Of course, if you see this online, like portals, they'll say like they'll advertise saying that it's only $40 or $50 per day, but if you go and check out, it will say, and they'll add like hotel fee, yeah, all those fees. Yeah. Jason. Oh shit. Okay. Looks good. This one also looks good. So what is not good then? What is that? Are you checking tickets? Yeah, checking my freaking stuff. Go for vacation or stay here. Oh man, first thing is you need to finish this freaking shit. Call Srinivas and then he'll call Mahesh and you guys figured it out. Okay? Just wait, man. No, just no, me, no, you no. Can be on mute and do it, but let me. No, I need to. Okay, I put on the phone because I need to build the project. Join. Yeah, phone you can. Call. You can put on mute or whatever. Yeah. Okay. Just stay in the call so that. Once you join, we can see. Call. You need to call Srinivas Maker. Srinivas Maker. System messes.
What did you say? I don't know. API details link. What do I have? Details link. System messes. User messes. First time I'm very, I mean, for the first time I'm getting a feeling like, please fire me, please fire me. What's that? What's that? Say it again. First time I'm getting a feeling like, please fire me, please fire me. API error. API error. Is not this API error? Oh, he's joining. ఇది చూసారా రిక్వెస్ట్ ఐ మీన్ రెస్పాన్స్ ఛానల్లో ఏమైంది పని చేయలేదా ngủ giờ sao lướt qua giờ có ông mai anh khỏi gọi đến giờ đó đi hold request đó mình không biết ngủ đi ఫస్ట్ కార్డ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ కార్డ్ పంపిస్తే అది వర్క్ అవ్వట్లేదు సో అట్లీస్ట్ ఇదన్నా ట్రై చేద్దామంటే సేమ్ ఎర్రర్ రిఫరెన్స్ కి అవసరం లేదు కదా పేమెంట్ ఆప్షన్ అడిగి లాస్ట్ టైం ఇష్యూస్ ఇదే పేమెంట్ టైప్ ఎస్పీ అని పంపిస్తుంటే వాలెట్ అని పంపించాము అప్పుడు పని చేసింది మీకు వాలెట్ అని పంపిస్తాం ఓకే బట్ మిగిలినవన్నీ ఏంటివి శ్రీని కూడా యాడ్ అవుతాడు for first business details and few things are missing but even after adding he just compared his